Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Có thể may mắn thì sẽ bán được hơn 1.000 đô. Mình đã giới thiệu cho anh em về Dream Defi Warriors này. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip giới thiệu anh em là những cái cách kiếm tiền ở trong cái game này. Như buổi trước thì mình giới thiệu về hệ thống và những cái gọi là có ở trong game thôi. Thì cái Defi Warriors này có rất nhiều cách kiếm tiền để có thể kiếm được lợi nhuận thông qua các hoạt động như là các trận chiến PvP, những người chơi, những cái cuộc gọi là phiêu lưu đi cảnh, rồi khai thác mỏ, khai thác Bitcoin, hay là mỏ Bitcoin, Ethereum, rồi có thể là gacha, là cái vòng quay này để các bạn có thể trúng thưởng. Và trúng thưởng thứ nhất là về token, thứ hai là có thể trúng thưởng những cái linh kiện để có thể ghép thành cái máy đào coin đó, có rất nhiều. Hoặc là NFT 2 đô, có nghĩa là các bạn có thể gọi là đấu giá để có thể sở hữu được một NFT chỉ với giá trị 2 đô. Mà trên thị trường chợ thì nó lên tới khoảng hơn 100 đô, thậm chí là hơn 1.000 đô. Đầu tiên là vào cái adventure này, nó mình gọi nó là đi cảnh, thì các bạn sẽ đi qua các bàn này, và nếu mà chiến thắng thì các bạn sẽ nhận được cái vé gacha này, cái linh kiện để mà có thể gọi là ghép thành cái máy đào coin mining đó. Thì khi mà bạn ghép thành cái máy cái mining đó, đào coin đó, thì nó sẽ, kể cả các bạn không chơi thì cái máy đào coin nó sẽ đào hàng ngày cho các bạn đồng token của cái game này. Một trận chiến này thì mất gọi là 5 thể lực, 5 stamina. Chế độ chơi này thì cung cấp cho người chơi những cái cơ hội để có thể thu thập được các cơ sở vật chất, rồi các vé gacha cùng các phần thưởng khác. Thay vì chiến đấu với nhau thì mỗi người sẽ tham gia vào các cuộc phiêu lưu trong trò chơi này, chiến đấu với quái vật diễn ra trên các hành tinh đó. Thì về cái cơ sở vật chất thu được thì các bạn có thể ghép thành cái máy đào coin như mình đã nói đó. Qua đó thì người chơi có thể tạo được cái đồng EC Wing. Cái đồng EC Wing này thì các bạn có thể đổi ra đồng C Wing, hoặc là dùng nâng cấp các cái nhân vật ở trong game, nâng cấp các cái phụ kiện ở trong game. Hoặc là từ đồng C-Wing đấy các bạn có thể đổi ra đồng Fiwa. Và nếu mà chiến thắng này thì các bạn sẽ được nhận được reward là các phụ kiện để có thể đào được coin này. Đó. Ngoài ra còn có chế độ là giữa người chơi với nhau BBB này. Trong cái chế độ BBB này thì người chơi sẽ đấu với nhau. Chế độ này là mỗi người thắng cuộc và mỗi người đều bắt buộc phải có tối thiểu là 3 chiến binh. Và khi tham gia vào thì cái hệ thống nó sẽ tự động ghép hai người với nhau dựa trên cái thứ hạng và cái tỷ lệ thắng của họ. Để mà chiến thắng được ở trong cái trận đấu này thì người chơi sẽ cần dùng 3 đến 5 chiến binh. Và mỗi chiến binh này thì đều có một cái đặc điểm khác nhau, kể cả là về sức mạnh và kể đó. Thì chiến thắng được thì người chơi sẽ giành được giải thưởng EC Wing và điểm giữa hạng. Đầu tiên là sẽ đâm là kéo để xem bên nào đi trước, và đi trước sẽ rất là có lợi. Ok, hòa nhau, kéo đi, thua rồi. Nhà bên này có 3 khả năng được dễ đánh hơn. Đó, bí quyết đánh thì là để tập trung vào một con. Tất cả tập trung đánh vào một con thôi, để cho chết sớm. Mỗi con đều có một cái skin riêng của mình. Đó, có con có 2 skin, có con có 3 skin thì nó sẽ đắt hơn. Cái phần thưởng EC Wing thì nó là đơn vị tiền tệ của cái trò chơi này. Thì tất cả các giao dịch của trò chơi hay là tất cả cái mọi cái hoạt động đều được dùng EC Wing để giao dịch trong trò chơi, và có thể đổi lấy đồng C-Wing. Và cái đồng C-Wing thì có thể giao dịch cặp mà C-Wing và Fiwa để đổi qua Fiwa. Thứ hạng của càng cao này thì nó sẽ đi kèm với nhiều cái phần thưởng, và có thể được tặng cái vé gacha của con này, nó được hồi sinh này, vé gacha để quay lấy các cái cơ sở vật chất để khai thác token mining.
rồi các cái bộ phận này, ví dụ như là con này cầm súng này, các cái bộ phận lắp thêm này. Đấy là những cái yếu tố mà cần thiết để người chơi có thể kiếm được nhiều CV và PUA. Đó, ví dụ như thắng này. Tất cả các cách kiếm tiền ở trong đây thì đây gacha này, thì mình sẽ để link ở bên dưới để mọi người tìm hiểu. Gacha này có khi mà các bạn tham gia các hoạt động thì nhận được vé, quay được là ECW này, các cái bộ phận để đào này, rồi các cái body này, để có thể ghép vào nâng cấp với nhau này. Ba cái nguồn 50 năng lượng, 3 cặp máy. Đây chip không nhỉ? Nhưng mình cũng có cái máy là 2 cái vàng. Thì các bạn khi các bạn gacha thì sẽ có rất là nhiều những cái là cơ sở vật chất để các bạn tạo nốt. Đó, ở đây có nhà máy năng lượng này, nốt là bit này, Ethereum này, Son, Aria, Tomo. Thì đầu tiên là để các cái nốt này chạy được thì các bạn phải có điện để cung cấp cho nó, thì xây cái nhà máy điện này. Xem như là nhà máy điện này thì cái công suất của điện này nó sẽ sản xuất ra năng lượng này, nó sẽ claim cái năng lượng này để dùng cho cái là sản xuất cái nốt này. Ví dụ như mình đang cày nốt bit này, cái là full nora này và nora này. Đó, thì đây là cái tốc độ để đào và tiêu hao năng lượng. Và là một ECW trên 1 giờ. Đó, những cái này thì cần mỗi cái một nó này nó sẽ có cái tốc độ đào và cái chi phí và cái năng lượng. Đó, ở dưới này nó sẽ hiển thị những cái mà vật cơ sở vật chất các bạn cần đủ để có thể để xây được một cái nốt. Và khi mà nó full đây thì các bạn có thể lấy claim này. Đây mình claim được 3 C-Wing này. Đã mất 3 C-Wing để claim được cái body pass này. Khi mà các bạn tham gia các hoạt động và quay gacha rồi xây dựng nhà máy năng lượng, tất cả các thứ, các bạn sẽ vào cái phần quà này, để claim này. Đó, tất cả những phần quà của mình sẽ hiển thị ở đây. Ra còn có các cách kiếm tiền khác, ví dụ như là staking NFT, cái là Trudler hay là NFT market. Đó, NFT market thì các bạn có thể mua bán giao dịch các cái NFT của mình, các con chiến binh của mình. Thì chiến binh nó có phân biệt rất là rõ rệt là 1 sao, 2 sao, 3 sao. Người ta trong các con chiến binh này có các cái chỉ số và đặc biệt nhất là các cái skin này. Mỗi con có một cái skin và rất cần thiết để các bạn có thể thành lập được một cái đội hình của mình. Đó thì có thể là mua được và săn được những cái chiến binh rẻ ở trên chợ. Ai đó bán rẻ mình có thể bán lại đắt hơn. Đây là giao diện staking. Đó, khi mà các bạn có nhiều NFT, có nhiều chiến binh của mình, thì những cái chiến binh mà các bạn không dùng để chiến đấu thì có thể đưa vào đây để staking. Đó, mỗi một cái chiến binh này thì sẽ có một cái roi để staking khác nhau. Cái chiến binh càng đắt thì stake càng nhiều. Chu lớp này thì các bạn có thể là thế nên là tính năng này mới được phát hành ở tháng 10. Cái tính năng này thì tất cả mọi người chơi đều có thể sở hữu được cái chiến binh với tối thiểu là 2 đô. Khi mà cái thời gian mà của cái chương trình bắt đầu này thì cho phép người chơi có thể đề xuất NFT của họ để bán. Ví dụ các bạn có NFT thì bạn có thể đề xuất để bán. Trong khi đó những người khác thì sẽ bỏ phiếu, những vòng bỏ phiếu này. Đó, vote bỏ phiếu để cho vote này để muốn thấy được cái NFT mà ở trên cái của những người bán này này.
đó. Và khi mà vote xong thì có rất nhiều phiếu bầu NFT, và có rất nhiều phiếu bầu sẽ được lọt vào vòng trong, và mỗi người chơi thì có thể mua rất nhiều cái vé vote này để có thể là giành được cái NFT ấy. Thì cái người chiến thắng sẽ là người may mắn mà rút thăm được ngẫu nhiên, rút thăm một ngẫu nhiên công bằng bằng cái công nghệ blockchain của Chainlink, đó chức năng tạo ra con số ngẫu nhiên không thể đoán trước. Thì những người chiến thắng đó sẽ sở hữu được cái NFT đó giá trị 2 đô và mang lên market bán. Có thể may mắn thì sẽ bán được hơn 1000 đô. Hoặc là chương trình rep này giới thiệu người chơi, có thể có được cái phần thưởng khi mà giới thiệu người chơi mới. Swap đây, các bạn có thể dùng S-Wing để swap ra swing. S-Wing này thì xong rồi S-Wing dùng để nâng cấp rồi mua bán trong game. Hoặc là có thể swap ra swing. S-Wing này thì các bạn sau rồi có thể là swap ra đồng phi qua để có thể kiếm tiền được. Đó là 8 cách để có thể các bạn kiếm tiền được ở game DeFi Warriors. Thì bằng cách phát hành mainnet, DeFi Warriors đạt cho mình những cột mốc mới. Tuy nhiên đây chỉ là bước đầu của trò chơi, kể cả giai đoạn đầu phát triển. Ưu tiên của DeFi Warriors là luôn cung cấp cho người chơi những cái trải nghiệm game đáng nhớ. Thế thì trong tương lai, cộng đồng DeFi Warriors có thể mong đợi trở nên thú vị hơn và đa dạng hơn về cái lối chơi của game, và có thể kiếm tiền nhiều cái cách kiếm tiền hơn. Và đặc biệt thông tin cuối cùng đó là NFT của DeFi Warriors là không, các bạn không thể mua qua những cái đập trứng hay là unbox như các cái game khác bỏ tiền ra mua, mà phát hành có đợt thôi, nên là số lượng nó rất là hạn chế, và nên là cái giá của NFT sẽ không bị mất giá. Đó, hy vọng những cái thông tin vừa rồi sẽ gửi cho các bạn có thể gọi là một cái trò chơi vừa chơi có thể vừa kiếm tiền vui vẻ. Cảm ơn các bạn.